ta lạc bước giữa núi rừng Tây Bắc, hồn đáng say bỏ mặc những muộn phiền, ghé nơi này cảm thấy thật sự bình yên bởi thơ mộng của một miền hùng vĩ. Đó là những câu thơ thể hiện cảm xúc dặc dào, lưu luyến của du khách đều đã từng đặt chân tới thăm nơi đây. Được thành lập từ năm 1990, nơi đây có dãy núi Khờ Hồng ôn ướt lấy bạc mang hình dáng của một con rồng. Từ xa xưa, trước khi người Mông đến đây khai hoang lợt bạc, dãy núi này do người Thái đặt tên. Theo người dân địa phương chia sẻ trong tiếng Thái, Khờ có nghĩa là núi, Hồng có nghĩa là rồng, Khờ Hồng có nghĩa là núi rồng. Tên của bản cũng được đặt theo tên của dãy núi này. Bản Khờ Hồng, xã Chiến Xuông, huyện Vân Hồ có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Bản gần khu rừng đặc dụng Xuân Nha, giáp bản du lịch cộng đồng Na Sằng, cách trung tâm huyện Vân Hồ 30 km, cách đỉnh Pha Luông khoảng 5 km và cách thành phố Hà Nội khoảng 150 km, rất phù hợp để khách du lịch đến tham quan điểm du lịch này vào những ngày cuối tuần và các dịp nghỉ lễ trong năm. Đến với bản Khờ Hồng, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh rừng bạc ngàn xanh mướt ôn trọn lấy bản làng. Nếu du khách thường biết đến những dòng suối mang sắc bạc, sắc trắng của dòng nước trong, thì đến đây du khách sẽ thật sự bất ngờ bởi Khờ Hồng có những con suối mang sắc nước màu đỏ, được bà con ví như huyết mạch của con rồng. Nằm ngay chính giữa quả đồi có một hóa thạch đá rất lớn, được người dân kể lại rằng đây chính là trái tim của con rồng. Vì vậy, mảnh đất nơi đây đã trở nên đầy thú vị và bí ẩn. Nếu như xã Chiến Hạc của huyện Mộc Châu có hang táo được mệnh danh là làng nguyên thủy, thì xã Chiến Xuông của huyện Vân Hồ có đỉnh Trong Rằn Nàng ở lưng chừng núi của đỉnh Khờ Hồng, được ví như làng nguyên thủy của huyện Vân Hồ. Nơi đây có những thảm cỏ xanh biếc trải dài bát ngát, dừa những bóng cây cổ thụ tạo nên nét đẹp hoang sơ. Khung cảnh nơi đây còn chút xuất hiện của những mòn đá với hình dáng kỳ lạ, tạo nên nét đẹp rất riêng đậm chất núi rồng. Chắc chắn du khách sẽ có những trải nghiệm đầy cảm xúc và bất ngờ. Bản Khờ Hồng là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Mông, lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Khi đến với Khờ Hồng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên và trải nghiệm các hoạt động sản xuất nông nghiệp xanh cùng với không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông. Trước tiên, du khách sẽ được trải nghiệm lò rèn truyền thống, nơi tạo ra các loại công cụ lao động như dao, cuốc, xẻng. Du khách hoàn toàn có thể tự rèn cho mình một chiếc dao theo đúng kiểu của người Mông dưới sự trợ giúp của ông Phàng A Du, là một thợ rèn nổi tiếng tại đây. Cơ sở lưu trú A Vàng Pha Luông Homestay đã cung cấp dịch vụ lưu trú và ăn uống. Quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn dân tộc của người Mông sở tại như lợn bản, gà đồi, men mém, rượu ngô, tự tay giã bánh dày, gói bánh dày. Không dừng lại ở đó, với không gian thoáng đãng, có diện tích gần 2 ha, có 2 ao cá. Tại đây, quý khách sẽ được trải nghiệm câu cá và chế biến các món ăn cùng gia chủ. Bên cạnh đó, quý khách sẽ được tham gia vào hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian như ném bao, múa khèm, múa thả khảnh cùng với bà con nơi đây. Xuất phát từ những lý do trên, nhóm tác giả lựa chọn chủ đề phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tại bản Khờ Hồng, xã Chiến Xuông, huyện Vân Hồ để tham gia cuộc thi dự án ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh Sơn La lần thứ 7 năm 2024 do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La tổ chức. Lợi ích của dự án mang lại: tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch khác biệt đáp ứng nhu cầu tham quan của khách du lịch. Hợp nữa, dự án kết nối giữa sản xuất nông nghiệp với du lịch để làm phong phú hoạt động trải nghiệm của khách du lịch. Đồng thời, dự án sẽ triển khai thực hiện tạo việc làm và mang lại thu nhập cho đoàn viên, thanh niên, cộng sản và người dân sở tại. Sản phẩm mang đặc trưng riêng của điểm đến Khờ Hồng, nhóm tác giả tin tưởng rằng khi thực hiện được dự án sẽ tạo ra động lực mới, không chỉ lan tỏa các giá trị và nền kinh tế xã hội mà còn góp phần thực hiện thành công các mục tiêu và sớm cùng xã Chiến Xuông, huyện Vân Hồ về đích xã độc chuộc nông thôn mới